Mẹ mới đi lính về đấy à? À trông mày em là tân binh Ngô Bá Hải, thuộc binh chủng tăng thiết giáp, trung đoàn 49 quân khu 53. mới đi về à? Sáng nay em mới được gọi nhập ngũ, thì em lên nhập ngũ được có buổi sáng đến giờ buổi trưa thì bị đuổi à? Bạn em là người ta đi gọi là đi chống dịch cấp tốc, người ta đi hết xong người ta bỏ quên em ở đại đoàn. Tại chắc thấy mày ngu quá người ta đéo cho đi. Em mới vào trong cái danh sách chứ chắc chưa cập nhật, cho nên các anh ấy quên mất em cứ ngủ thôi ạ. Ê, con này con xe ăn cắp đâu ấy hay xe mày? Xe của em đấy ạ. Xe của em à? Vâng ạ. Thế con sửa thân vỏ không? Có anh ơi. Ờ. Cái nghìn chín nhá. Nó bị vỡ lốp kìa, ống lốp 100. A few minutes later. Ông ấy sang lấy đồ, ông ấy gửi đồ đây. Ai tiện tay nhảy mất bị bộ binh lốc rồi. Thịt mẹ. Cái ở trong kho đấy. Mày có tiện tay mày lấy hết 400 ngàn của tao không? Không có luôn. Sáng giờ là ngủ. Cậu bác có việc cách đây 2 ngày tao làm được một chuyến máy mà thì tao kiểm tra lại còn có 219 ngàn thôi. Cái này em không biết nhá, không phải em nhá. Không phải em ừ. Em thề sáng giờ em đi nhập ngũ em không biết một cái. Đây em. Rồi mày giả tao 3 cái tích lốc đi Hải. Thì em lại trịnh trọng em lại giới thiệu. Em tân binh Ngô Bá Hải, binh chủng tăng thiết giáp, trung đoàn 49 quân khu 53. Cái gì? Dao của em rồi ta. Thôi Lũ cho thằng này một lũi mới được. Không có lấy. Nếu có dao nhỉ. Em không có lấy mà. Mày tiêu rồi. Nổ vá người ta để tiền, người ta mua nhà mày lấy tiền mày nổ mới đi ăn xài. Bây giờ mày đặt đồ bắt trước người ta nhập ngũ để trốn nợ. Mày chết rồi. Gì vậy? Hả? Con lấy không mà. Mày binh đoàn nào? Mình đoàn lục túi. Thằng này không phải binh thích giam đâu Khóp ạ. Nó là thủy quân lục túi, thủy quân lục két. Địt mẹ. Con lấy mà. Mày tiêu rồi, mày cuộc đời mày. Tao giáng chức mày. Okay. Xong. Tao giáng chức mày. Con lấy. Hề không, mày lấy. Chỉ bị đuổi thôi chứ không giáng chức nữa. Sao? Không lấy đuổi lấy chỗ đâu để đồ. Đến cả cái nhà chỗ ấy không lên đây. 800 ngàn của tao bay đi đâu rồi? Đó, có cái con xe kia mày bán chưa? Chưa. Yeah, bán đi. Tại sao mày không bán mà trả tiền cho tao? Con trả tiền trả rồi mà. Mà phải bán con xe đó đi chứ. Không bán, con ấy đẹp. Đẹp đâu đẹp? Trời ơi, biển Tam Thất mà không đẹp thì không lấy nữa. Này, mày giả ra 3 cái lốc mic không hả Hải? Đây, em gửi tiền anh mua 3 cái lốc mic mới đi. Không có tiền gửi người ta mua 3 lốc mic. Nó có tiền đấy mày. Nó có tiền đấy hốc. Em tưởng 1.500 một cái. Đúng là tiền rồi ăn cắp thì vào cái khác thì tao tiêu xuống tiêu hoang lại rồi.